Như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình lúc này đây là hình ảnh của một cây bonsai dừa hình con mèo như thế này, có giá bán từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng mỗi sản phẩm. Hiện nay đã trở thành vật trang trí bắt mắt để trưng ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Và cũng xin được bật mí đến quý vị khán giả một thông tin đầy thú vị. Với đôi bàn tay khéo léo, chàng trai 9X Nguyễn Ngọc Trầm ở xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã làm ra những trái dừa độc đáo này. Trên mỗi trái dừa đều được viết một lời chúc phúc, chúc tài lộc, chúc sức khỏe bằng nét bút mềm mại, nghệ thuật và vô cùng ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về. Anh Trầm chia sẻ, để tạo ra một chú mèo từ những trái dừa, đầu tiên là sự tỉ mỉ khéo tay, sau đó là sự sáng tạo để tạo ra những đôi mắt có hồn, sự ngộ nghĩnh vui tươi của chú mèo thần tài. Tất cả cộng hưởng tạo nên một chú mèo vui tươi, mang về nhiều tài lộc cho gia đình. Trước khi tạo hình, những trái dừa tươi được phun hai lớp sơn, vừa tạo độ bóng, vừa chống bong tróc, sau đó được cắt dán thêm các chi tiết trang trí, vẽ mắt để tăng phần sinh động. Được biết mỗi mô hình linh vật mèo mất khoảng 20 đến 30 phút và có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sản phẩm tạo hình linh vật của năm Quý Mão 2023 được làm thủ công với nguyên liệu gần gũi thiên nhiên, mang màu sắc vui tươi ngộ nghĩnh sẽ là một trong những lựa chọn ý nghĩa cho mỗi gia đình trong những ngày đầu xuân mới.